Rồi, xin chào các bác. Thì cho các bác nào dùng những cái dòng iPhone X trở lên ấy và những cái dòng iPad từ 2018 trở lên ấy thì nó sẽ có một số cái điểm hạn chế nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó gây ra cái cảm giác rất là khó chịu cho người dùng, đặc biệt em. <laughs> điều đầu tiên ấy, thì là những cái dòng từ 2018 trở lên ấy, nó không còn nút hôm nữa và nó thay thế bằng cái thanh ngang này này cái thanh đốc ngang này này nhưng mà cái thanh đốc ngang này ấy, gần như trong tất cả các ứng dụng nó đều hiển thị dẫn đến nó gây cảm giác mà thì mà mà thị giác rất là khó chịu ở trong cái đặt này thì đương nhiên lúc nào nó cũng hiển thị rồi Đấy, nó hiển thị rồi và cái trong Facebook này nó cũng hiển thị này có cái thanh ngang ở đây này đó trong trong YouTube cũng có này lúc nào nó cũng hiển thị đây mà nó che cả chữ đi này và trong game cũng có luôn các bạn em hay chơi cái game này thế này các bác có thể thấy là cái cái thanh ngang này vẫn mờ mờ ở đây này nó nó không mất đi giờ đến là mình khá là khó chịu đó đây là điều thứ nhất và cái điều thứ hai nữa là cái cây bút này này cái cây bút này thì viết vẽ rất là tuyệt vời rồi nhưng mà nó không thay thế hoàn toàn cái ngón tay được đây ví dụ như là cái ở màn hình khóa như này, mình mở lên này. Đó, nhưng mình không dùng cái bút này để mà mình vuốt lên để mở được. Đó, vuốt lên thì không được. Đó, các bác có thể thấy, mình vuốt lên không thể mở được. Và phải dùng ngón tay mới vuốt lên được. Đó. Và đây nữa là mình cũng không thể dùng bút để mà vuốt cái thanh bật tận bật những cái chức năng nhanh này được. Bắt buộc phải dùng ngón tay này, dùng ngón tay thì ok. Nhưng mà dùng bút thì đây dùng bút thì không ok một thế nào không làm được và ngay cả bên này cũng thế bên này dùng ngón tay phát được luôn nhưng mà bút thì không được đó. và dưới dưới cái cái nút hôm này cũng vậy cái thanh động cũng vậy mình không thể vuốt lên để mà về hôm được Đấy, phải dùng ngón tay với về, về hôm được đó mình không thể mình không thể là dùng bút được đó đây là một cái điểm hạn chế của cái bút này có nghĩa là nhiều khi mình không thể hoàn toàn dùng cái bút này thay thế ngón tay được đó rồi tiếp theo là là cái phần mềm facebook ở trên cái phần mềm facebook này ở trên cái ipad này này ở trên mấy cái điện thoại thì em không rõ cho lắm điện thoại thì em thấy là có uh, điện thoại của bạn em ấy nó dùng thì vẫn ok nhưng mà cái trên cái ipad này này thì nó có một điểm hạn chế rất là ghét tại vì em hay dùng hay 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 hoạt động trên các hội ấy. hội nhóm ấy thì thì phải trả lời cái cái những cái bình luận của các bạn rất là nhiều đây ví dụ như đây có cái bình luận vừa mưa xong đây ví dụ như là cái bạn này đã bình luận đây này, này có bình luận mới này khi các bác nhấn vào cái bình luận mới này này nó không đưa về cái bình luận đấy ở không đưa về cái bình luận đấy đâu mà nó đưa về cái bài viết mới ở cái nhóm đấy thôi kia nó không đưa thẳng đến cái bình luận này đây ví dụ nhấn vào này đấy nó không đưa thẳng đến cái bình luận này đâu mà nó đưa vào cái bài viết mà nhiều khi nó không đưa vào cái bài viết đấy đâu mà đưa vào bài viết khác luôn đấy Rất là ức chế nhưng mà những cái ví dụ như bày tỏ cảm xúc này này thì nó vẫn ok nhé, cảm xúc này này, bày tỏ cảm xúc này thì nó vẫn đưa về cái bày tỏ cảm xúc đấy, đấy, và những cái bài như kiểu là thích, ấy. đây, ví dụ như là 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 đâu rồi, đây ví dụ như thích bình luận của mình ấy, thì nó vẫn đưa về cái chỗ đấy, đưa về cái thích đấy, đấy, nó vẫn đưa về thích này, nhưng mà chỉ riêng mỗi cái bình luận nhắc đến vẫn ok nhé, nhắc đến vẫn ok này, đấy, nhắc đến vẫn ok, này. nhưng mà cái cái ví dụ đây đã trả lời bình luận của bạn này, nó không đưa về đấy đâu, nó đưa về cái bài viết đầu tiên hoặc là những cái bài viết khác, nó không đưa thẳng đến cái bình luận đấy. nên nhiều khi là mình muốn trả lời những cái bình luận của các bạn, ấy mà dùng cái app này không thể dùng được luôn. Đấy, cái điểm này, điểm này là điểm mà mình ghét nhất, mình không thể dùng cái app facebook ở trên trên, trên 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 ipad này được. và mình cũng đã gửi báo cáo cho trên app store rất là nhiều lần rồi, nhưng mà qua à, mình mình thấy cứ mấy ngày lại cái app Facebook này lại lại có cập nhật nhưng mà nó cũng chả chả giải quyết cái vấn đề đấy đây cho mình và chắc chắc các bác dùng cũng có thể là thấy được cái đấy rồi đấy là cái ba cái điểm mà em rất là ghét ở trên dùng khi dùng cái con iPad này à, còn các bác thì có những cái điểm nào nữa và những cái điểm mà em nêu trên những có những cái cách nào để mà khắc phục nó ấy, thì thì các bác comment ở bên dưới cho cho em nhé rồi ok cảm ơn các bác